Ôi rồi sắp được rồi đấy, nhìn vàng chưa? À, Này. đẹp chưa? Hòn giống tiếp đi. Đây các bác nhìn đấy, đến cái mùa nước mùa mưa đấy, mùa mưa Tây Bắc là từ tháng 6 đến tháng 9 đấy, hết tháng 8. Nước to cái này là còn bé nhá, lũ hôm qua là hôm đầu tiên là nước to hơn. Chứ còn hôm trước tôi cũng đi câu với thằng Tiến, hôm nước nó thấp thôi, nó chỉ đục thôi chứ nó không không to. Giờ nó là nước to này này. Thì tôi khuyên các bác này, nếu như các bác trong trường hợp các bác đi câu ấy, thấy mưa to là các bác phải rút quân ngay, không không ở bờ suối nữa. Thế còn nếu mà thấy mưa nhỏ mà quyết tâm vẫn ở bờ suối ấy, muốn theo dõi cái mức nước ấy, các bác dùng một cái que này nhá. Này. Ví dụ các bác chặt một cái que này, chúng ta đánh dấu vào từng khớp ấy, từng khớp. Ví dụ như là chặt từng đoạn một thành gốc, thành dấu ấy. Chúng ta cắm thật sát, thật chắc ở sát cái bờ bờ suối như này. Ví dụ cắm thế này nhá. Cắm thật chắc vào. Đấy. Thì trong trường hợp chúng ta có câu cá hay chúng ta ngồi đêm, thỉnh thoảng chúng ta phải soi đèn vào ngay, hoặc ban ngày chúng ta phải nhìn xem cái mức nước nó có dâng không. Ví dụ như nó dâng một vạch, hai vạch, ba vạch, nếu mà dâng liên tục thì chúng ta phải rút quân ngay đấy. Tuyệt đối không không ở bờ sông bờ suối khi trời mưa đâu. Phải cho lên bờ ngay, lên cao ấy. Chứ nhiều bạn đảm bảo đóng trại đóng chiếc cạnh bờ suối này, mùa khô thì được chứ mùa mưa này không nên đâu. Bọn tôi đi bọn tôi cũng sợ lắm, không đơn giản đâu, nhất đi sông Đà. Nếu cứ đánh dấu ta cứ thì nhỏ ta lại soi, 10 15 phút ta lại soi nhìn cái cột nước, cái cột ta đánh dấu một lần đấy. Thấy nó nước nó dâng lên từng bậc người ta biết ngay. Chứ các bác bình thường các bác nhìn bờ suối này rất khó đoán nước có lên hay không. Lấy cái que chuẩn nhất. Thế còn chẳng hạn như cái suối này nhá, nó chảy. Nó chảy cua thế này, nó ra vòng thế này. Ở chỗ này thì tuyệt đối tốt nhất là không nên ở chỗ khu vực này đâu. Ta cứ nhìn cái bờ đá này, những cái bát sỏi sỏi này là mùa lũ nó ngập hết. Ở hẳn trên đi, đi hẳn trên ở, có câu cá thì câu giai đoạn này thôi. Chứ đừng có mà tối hạ trại ngủ đây, đêm u phát về là không nhìn thấy gì lên. Chết. Tiến có bơi được cái suối này không Tiến? Bơi được không? Được à? Có cắn không? Mày câu đoạn trên kia cắn nhiều hơn đấy cuộn. Tiến mình có đá vào cái này Tiến nhá. Tiến ơi, lấy cái trong ba lô, trong cái túi này của chú có cái túi bóng này, mang đây bóng ở chậm đường chậm này. Đây cái bóng này này, bác mổ ấy, không biết mổ cái này rất là khó mổ. Bác mổ này này, cầm cái tay con cá vào đây này, cầm tay vào đây, nó phải có một tí móng tay cơ đấy, cầm cái này xong là cầm con dao khứa được này, cứa này ra xong rồi ta mổ, nó chỉ có một tí ruột chỗ này thôi mà, chứ không mổ thế này được đâu. Người ta phải cầm con cá này đấy, xong mổ này đó, xong là ruột người ta lấy như này là xong đó, con cá sạch luôn. Ơ đừng ném vào đây Tiến hả, đã mổ đâu kia kia con mổ chưa mổ rồi chúng ta lại con chưa mổ. Mang đây Tiến. Hai cái quen là chọc ra. Ừ. Không lấy cái này à thế? Lấy à? Ừ. Thôi không cần nữa. Đấy, các bác nhìn thấy không? Một xiên cá đẹp chưa? Nhìn thế này. Đấy, tí nó mang đi nướng. Ẻ tên tên. Đây, một xiên để đây. Đưa xiên đi, đưa chú xiên cho. Tiến à?
Đi đốt lửa đi. Đi rửa tay xong bật lửa đây, đốt lửa đi nha. Đốt lửa trước đi cho tí nó còn có than, còn nướng cá đấy. Đây xong được hai xiên đây rồi, nhưng mà cho còn một xiên cho thằng thằng Tiến, tí nữa xiên nốt tôi đi chất bếp cho nó đã, nó không chất được bếp. Để cái xiên cá này ở đây. Để đây đã. Chất bếp đã. Còn lấy than nướng. Để chú chất cho mày đi ra mày xiên nốt cái con cá kia đi. Đâu bật lửa đâu? Bật lửa con. Rồi. Thằng Tiến làm này thì làm sao mà chất được lửa? Tiến à, lần sau này cái cây nứa khô thế này mà không đập được thì phải lấy hòn đá đập đập đầu cho nó bẹt ra nhá. Đập cho nó nát cái đầu ra xong là mình với châm nhá. Thì nó mới lên châm được lửa nhá chưa. Đấy, đập ra như thế này. Cho nó nát ra. Thì mới chất được lửa chứ. Thành đóm đấy. Đấy, như thế này nát nữa ra cũng được. Người ta mới châm. Là xong, đã có lửa. Đây, có lửa đây rồi, đợi tí nó nướng cá. Bây giờ củi đã cháy rồi, đợi một lúc nó có than rồi tôi nướng. Tiến ơi, ra xem cá thế nào, cầm cá thế nào. Đây này, hôm nay bọn tôi có ba kẹp cá. Ba cái kẹp cá. Ba kẹp cá nhấc cao lên xem nào. Gãy bây giờ. Ô, đẹp thế nhỉ. Eo eo eo. Cầm gần gần thế nào Tiến à? Cầm gần vào đây, cầm gần vào thế này này. Cầm bên này, cầm bên trên này đây. Cầm bên trên này này. Thế. Để thế này lên. Thế này. Đừng, từ từ. Ô, ba kẹp cá đẹp thế nhỉ? Tiến cầm nhá. Ôi, ba kẹp cá của bọn tôi này đỉnh cao chưa? Cái này thì ngon lắm nhỉ Tiến nhỉ? Không được xúc vào thế. Hả? Xúc. Xúc á? Xúc. Xúc á? Xúc vào đây. Xúc là cái gì à? Chín á? Chín là xúc nhỉ? Xúc, lấy xúc mì tôm vào đây. À, xúc á? Cho xúc vào cái gì? Nhưng hôm nay mình quên cái gì nhỉ? Mắc khén nhỉ? Có mắc khén thì ngon. Có mắc khén thì ngon nhỉ? Hạt dồi nhỉ? Ớt nhỉ? Có mỗi xúc mì tôm. Đợi một tí nữa mới có than. Hôm nay mà tôi đun nấu qua loa chắc là nướng mấy vỉ cá cái nhanh thôi chứ không có đun chỗ cái có cái đá sỏi này nó nổ đấy. Nhưng mà đun mình đun tí thôi, nướng kia chắc không đủ nóng đá sỏi đâu. Đun nấu cơm lâu là có đá sỏi là nổ đấy, phải đun ở cái chỗ cát đấy kìa. Nhưng mà cát kia bẩn lắm, ướt lắm. Để đây cho. Đã thành than rồi. Mang cá về đây, xếp ra đi, xếp ra xong để cho nó khô dần. Đặt ra đây này, đặt ngang này. Đưa hai cái đây. Xếp như này này. Đấy, cho nó khô đã. Xếp vào. Xếp chéo này này. Lấy cái que này chắn và phát thế này là được thôi mà. Rồi, cứ xếp đi cho nó khô đã. Nướng cá là phải xếp từ từ. Nhẹ, mới ngon chứ. Đấy, nó cứng rồi kìa. Cong dần này các bác nhìn kìa. Cong dần. Đấy này, cong dần rồi này. Đấy. Cái này không cong đấy. Nó chưa nóng thì nó làm sao nó cong được. Thế là đặt cho chú một hòn đá vào đây xem nào. Không phải đâu, hòn đá để kiểu ấy đây. Hai người mỗi người một que nướng. Cái cá này nhanh chín thôi mà. Hai chú cháu. Hôm nay chán quá, không có gia vị. Không có mắc khén nhỉ. Ở nhà còn mắc khén không Tiến? Có nhà thì nhiều lắm, tôi còn nhiều lắm nhưng mà tôi không mang đi. Nhà anh Tiến ngày nào cũng ăn chứ, có ăn không? Ừ. Ngày nào cũng ăn thôi gì? Ừ. Có mà không ăn. Ừ. Còn cái này phải có cá nữa, phải có mắc khén cá nướng nhỉ? Ừ. Cá nướng mà không có mắc khén thì vứt rồi. Chấm cũng được. Chấm, phải... chấm ăn. Chấm mắc khén này, nhưng phải phải có cả ớt. Ớt và súp.
Ôi rồi sắp được rồi đấy, nhìn vàng chưa? À, đẹp chưa? Thôi nướng tiếp đi. Đấy các bác nhìn đấy, cá bây giờ nướng nó vàng vàng này, thơm này, khô khô là được. Một dàn cá nướng của bọn tôi đây, 3 que. Chuẩn bị thôi, thằng Tiến đi lấy cây lá và cây về chưa? Với tôi là không có cái đồ chấm hợp. Đấy các bác ạ, đi sông đi suối Tây Bắc cái mùa này nó nguy hiểm lắm, nước nó đục. Nhưng mà nghịch ngợm nó vẫn nhiều trò vui lắm. Chẳng hạn như bắt cá này, câu cá ăn chơi. Tôi chỉ đi, tôi chỉ nhắc các bác trước những điều là từ tháng 5 đến tháng cuối tháng 5, tức là đầu tháng 6, tháng 6 đến tháng 8 không nên đi suối Tây Bắc nhiều nếu các bác không quen. Thứ hai là cắm cái que bờ suối như cái que tôi cắm vừa nãy chỗ kia kìa. Mình thoảng mình xem nước nó có lên không. Đấy là phải trời mưa cơ, trời này thoải mái đi. Tiến đang giải ra đây đi Tiến ơi, giải chỗ này đi. Ừ, giải chỗ đấy. Nào Tiến cầm cái ba cái sâu cá đây. Đẹp không? Đâu nghi ngang như này nào. Ô ngang như này là Tiến. Nhìn ác nhỉ, ba sâu cá của mình này. Đẹp thế. Ăn này thì ngon ác rồi. Thôi trong đây Tiến đây. Trong đây. Không có mà khén thì dùng súp mì tôm. Mỗi người một que đi, không cần phải đổ đâu mà. Còn que nữa. Hả? Còn que nữa. Thế để chú bóc ra nhá. Để chú cạo, tháo ra. Nào, tháo ra nhá. Một con. Không, tháo hết ra thôi, xong ăn chung nhau. Ngon lắm. Ăn đi Tiến ơi. Tiến. Tiến có thích ăn cá papan không? Đây này các bác này, papan đấy. Một lần tôi hai câu này tôi hay nói nhưng mà tôi cũng chưa nói kỹ về cái cách ăn con này. Cái con cá này thì nấu được đủ thứ, từ canh này, kho này, rán này, nướng này, làm cá chua thứ được hết. Gỏi cũng làm được con này. Ăn nó mềm vì đầu nó, người nó mềm mà. Ngon. Xương nó mềm lắm, con này ngon nhỉ? Nhờ Tiến nhỉ? Ừ. Tiến cầm một con to to ăn thử xem nào. Con này á? Ờ, chấm xong rồi làm một miếng to hay nào. Ngon nhỉ? Ngon. Nó không có xương nhỉ? Ăn là sướng. Mà ăn con này mới ngon hơn bạc khính đấy. Cho phát vào mồm. Ngon. Hôm nào rủ thằng Tùng đi nhỉ? Tùng đang bị con sơn ăn mặt nhỉ? Ngon lắm, ăn đi. Mỗi tội không có mà khén Tiến ạ. Cái này mà có mà khén thì nhất rồi. Ngon không? Ngon. Sướng nhỉ, ăn này ngon. Ăn sướng. Ăn sướng này. Thử con cá trắng như thế nào. Cá trắng này không ngon bằng con kia đâu. Ăn thì tôm đi. Nó to. Giòn lắm. Chán chỉ con cá này đấy. Con gì đấy? Tao đúng. Tao bể á. Con dưới này cắt trăm hay được. Được nhiều. Cái ta cái gì? Cái gì mà to to hay vậy? Bà con đó. Cũng là. Nhưng mà con này ngon. Này ngon nhỉ. Tiến thử tí nữa, thử làm một phát ba con thế nào. Cho mồm nhai nào. Được á. Nhờ ba con mồm nhai trợn mắt lên. Thế thì càng ngon. Nhờ to nó nhai sướng rồi. Nhai ngon. Dừng bước cái này ăn.
Làm phát ba con thế nào? Làm ba con đầy mồm thế nào? Đấy, thế thế nào? Làm lúc ba con thế nào? Ô! Ngon ác. Mình cũng ăn ba con một lúc luôn. Ngon ác. Ba con nè. Ngon đấy. Ngon không? Ngon. Ngon đúng không? Mồm nhai mày thấy thế. Ngon lắm. Cho Tiến ăn hết đấy. Ăn hết đi, chúng ăn đâu. Bố mày đi rừng theo chú này. Làm đầu bếp đấy. Nấu cơm đấy. Ở nhà có bao giờ nấu cơm không à? Có à? Con trai thằng Tuấn phải gọi tôi bằng bác ấy. Mà chúng mày phải gọi tao bằng bác ấy. Chúng mày cứ láo gọi bằng chú với bọn này. Kệ nó thôi. Bố mẹ trẻ tuổi hơn tôi cơ mà. Bố mẹ ít tuổi hơn tôi. Ăn đi, đến ăn hết đi. Ăn đi. Chú không ăn nữa. Ăn đi Coca đây. Ngon á. Hả? Ngon. Ngon á? À, cá nướng làm gì mà không ngon nhỉ? Pa bình tộp không ngon bằng cái này đâu. Pa bình tộp không bằng cái này. Cá này mới ngon. Pa khính. Nhưng mà pa bình tộp không ngon bằng con này đâu. Con này ngon nhất rồi. Mềm. Ăn kiểu nào cũng ngon. Thế là xong bữa tối nay rồi. Về nhà không phải ăn cơm nữa rồi Tiến à? Đi với thằng Tiến này vui đấy. Thằng Tùng cũng vui, thằng Tùng thì mấy nay đang bị ốm mà. Bố phát to nhất thế nào? Ở nhà có đi bắt cá nướng ăn bao giờ không? Đi với Tùng à? Bọn thằng Cử có đi không? Có hôm thì đi. Hôm nay ăn ngon nhất nhỉ? Ngon ác ấy, thôi đi, về đi. Kết thúc buổi đi chơi. Còn phải lâu lâu nữa tôi mới đi suối đấy. Tháng 7, tháng 8 mới lên đây. Còn bây giờ là phải về kinh doanh ở nhà. Như việc kinh doanh của tôi cũng bận lắm. Tôi đi như thế này ở nhà cũng thiếu nhân lực đấy. Cửa hàng của tôi thì hàng ngày có hai cái công sự của tôi làm việc ngoài cửa hàng rồi. Nhưng mà mình cũng vẫn phải ở nhà chứ, quản lý. Thế còn lại... Hả? Ở huyện á? Chú á? Ở huyện á? Không, ở Hà Nội chứ. Có biết Hà Nội ở đâu không? Không biết đâu. Đi theo sông Đà. Đi theo sông Đà á? Ôi, xa lắm. Hà Nội thì... Đi em là có một cái hồ phải không? Đi có một cái hồ á? Đúng rồi, hồ Gươm này. Hồ Gươm này, hồ Tây đây. Ôi, cẩn thận gây. Chưa dán cái này vào mà. Đây. Đây mà. Đường nào? Đây này. Đi về đã. Mai kia học giỏi xong bảo bố mẹ cho về Hà Nội nhá. Ô Tiến ơi, quả gì này? Cái này cũng phải quả gì? Quả gì đẹp thế nhỉ? Đừng có ăn đi, đừng có bẻ đi. Quả xoan rừng à? Thôi thôi thôi, đừng có sờ đi Tiến à. Không biết thì đừng có sờ đi. Ô thế này nhiều lắm thế này. Đẹp nhỉ. Ừ. Ôi, đi qua cầu treo này các bác có muốn đi thử không? Để đây đi. Đi ra cầu treo này xem nhá. Ô, cầu treo này hơi bị ác đấy. Ô, rung ác. Măng á, này. Hả? Chín rồi. Quả gì? Đây là xem đi. Măng á. Măng á này không ăn được đâu. Quả vả đấy. Hả? À. Quả này không ăn được đâu, bỏ mũ kia đi. Quả này này không ăn được. Cầu treo này hơi bị ác. Ôi, đi cái cầu treo này sợ lắm. Cá thì không sợ đâu. Hả? Sợ. Mày đi đi. Đi ô. Ngã đấy Tiến à. Ôi, rung thế này cơ mà. Đi sang trước đi. Ô, rung thế này cơ mà. Ô, thằng kia. Ngã đấy. Nhìn thế này đi hãi phết đấy.
Rung thế cơ mà. Lắc ác ấy, thôi đi. Tôi một tay cầm cái ảnh này mà lăn bòm xuống là thôi đấy. Sợ lắm. Rồi đứng ở đây đã, cất cái ảnh đấy nha. Không cầm nữa đâu, sợ lắm. Đấy, câu treo của bản tôi đấy. Khiếp chưa? Thôi bây giờ đi về. Cảm ơn các bác. Tôi còn nhiều video ở nhà lắm nhưng mà chưa edit được. Thì từ những chuyến đi trước ấy, các bác cứ bình tĩnh đợi xem nhá. Và vui lòng ấn vào nút subscribe để ủng hộ chú cháu chúng tôi. Hy vọng kênh của tôi đến khi tôi quay xong video này về upload nó đã đạt trên 100.000 lượt subscribe. Thì cái nút bạc, nút vàng gì đó, nút bạc à. Chắc vài tháng sau tôi sẽ nhận được mang lên trên bản đập hộp. Thôi đi về. Tạm biệt các bác.